yêu của mẹ ơi. Con dâu. Mẹ. Ủa sao mẹ vô phòng không được vậy? Được chứ. Mẹ có chìa khóa nè. Nhà của mẹ mà. Nhưng mà nè, không phải mẹ tùy tiện đâu. Mẹ gõ cửa hoài mà tụi con không có ra mở, cho nên buộc mẹ phải leo lên lầu lấy chìa khóa đó. Dạ. Chưa rồi đó con, thức dậy đi. Chưa mẹ. Ừ, thức dậy đi nè, nè, khoan đã nghe mẹ nói nè. Thức dậy xuống dưới chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Con muốn cho cả nhà đói bụng chết hết hay sao vậy? Dạ dạ. Nha. Dạ. Rồi giờ có dậy không? Không dậy phải không? Nhìn mặt là biết rồi. Dạ dạ. Thôi được dạ. Rồi. Để mẹ xuống mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng xong mẹ bưng lên đây mẹ mời hai đứa luôn ha. Không mẹ. Chờ con cũng vô rửa mặt xuống miệng xong con xuống liền mẹ. Xuống đó nghe. Dạ. Cái gì? Ủa mới 5 giờ sáng mà kêu là trưa rồi hả? Mẹ. Vậy sao anh nói với em á là mẹ cho ngủ tới giờ nào cũng được, nhà anh dậy trễ đó mà sao giờ mới 5 giờ sáng mẹ kêu dậy rồi kìa. Lúc trước là cho ngủ dậy trễ á, mà từ khi cưới em về sao anh biết được. Nhưng mà em buồn ngủ, em bé trong bụng cũng buồn ngủ nữa. Được rồi, mẹ không cho con của em ngủ thì em cũng sẽ không cho con của mẹ ngủ. Dậy. Dậy. Thôi dậy. Dậy luôn. Ngồi vậy. Nè. Dạ. Đứng đó làm cái gì? Khuấy đều cái nồi lên. Con muốn cái nồi nó khét hay sao vậy? Thấy mẹ nấu cháo á. Anh hai con ở nhà là chỉ cần bỏ vô vo gạo xong bỏ vô để tới sáng nó nhừ. Đâu đứng khuấy gì mà con. Có gì để tới sáng hả? Ăn uống cái kiểu đó đó nghe rồi bệnh hoạn nghe chưa? Không có tốt cho sức khỏe. Nấu sáng sớm người ta thức dậy người ta bắt lên nấu có 1-2 tiếng là nó nhừ rồi. Làm cái gì mà để tới sáng mới làm không có nên nghe chưa? Ê cái thằng kia. Tâm. Chuyện bếp đút là của chị em phụ nữ. Để cho nó làm. Dạ. Mẹ nhớ là con đâu có thức sớm nổi đâu. Mà làm cái gì mà thức sớm dữ vậy? Giờ này đi ngủ đi. Chừng nào có cháo chín rồi mẹ kêu thức dậy ăn. Con đâu có ngủ đâu mẹ. Cái gì mà không buồn ngủ? Mẹ nhớ mọi khi hả tới 6 giờ mấy 7 giờ con mới thức mà. Kêu lắm mới thức mà giờ mới có 5 giờ đi ngủ đi con. Đi. Con thấy đàn Thanh cũng như chị Lan với anh Hân thôi. Cũng có thói quen dậy trước 6 giờ sáng đâu. Mà mẹ bắt đàn Thanh dậy trong khi cổ đang có bầu nữa. Xuống đây nấu rồi con làm chồng ngủ sao đặng. Cái thằng này. Ý là mày trách mẹ mày là chèn ép con dâu hả? Rồi hay là con trách ba con? Thì mày nói cho con biết nghe. Hồi xưa tới bây giờ chuyện ăn uống ha, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối gì á, tất cả một mình mẹ, một tay mẹ lo. Ba con không hề phụ một cái gì hết trơn á. Con đâu phải là người ngoài đâu mà không thấy. Mẹ chu đáo từng món luôn á. Chứ không phải như con dâu đâu. Mai Phước, mém chút xíu nữa là bị dạ lây rồi. Thì mẹ cũng thông cảm đi. Chứ bình thường lâu lâu á, mẹ cũng thức dậy trễ. Rồi mẹ cũng đi mua đồ ăn sáng ở ngoài đầu hẻm của mình cho mọi người ăn. Con thấy cũng ngon mà. Tự nhiên hôm nay mẹ dậy sớm chi nấu cho cực chứ. Nè nha. Thì đúng là có chuyện đó. Nhưng mà hả, năm thổ mười thì mới có một lần. Mẹ bận quá đi, mẹ đi tập thể dục về mẹ trễ giờ. Rồi mẹ mới tạp vô mẹ mua toàn là hàng ngon không à. Chứ đâu phải lúc nào cũng vậy đâu. Nè, nhà mình á phải theo quy củ con à. Nấu ăn á là phải ăn ở tại nhà cho nó an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe con hiểu không? Cho nên từ hôm nay á 2, 4, 6 chủ nhật con phải thức dậy sớm đi theo mẹ ra chợ để mua đồ ăn về mình lo cho những thành viên gia đình đầy đủ ha. Còn mấy cái buổi kia á để mẹ lo phụ con. Ơ nhưng mà mẹ con á, con bình thường con bị nặng tấm vía lắm mẹ. Là sao? Cái vía con nặng lắm. Bây giờ con có bầu là cái vía nặng hơn nữa. Bị chì luôn á. Bảo đảm mà con đi mua tới đâu là người ta bán ế tới đó. Mà người ta bán ế thế là người ta cũng chửi con. Mà chửi con là người ta sẽ đốt không lông. Là xui lắm á mẹ. Đâu chửi con đâu. Đúng rồi mẹ. Xui lắm á.
con làm chứng nè. Lúc hả con còn quen hả Đan Thanh á, là hả hai đứa uống nước của tiệm của anh hai Đan Trường á. Mà mỗi lần hả Đan Thanh mở hàng một cái á là nguyên ngày đó không bán được chai luôn á. Ê được quá mẹ. Trời đất ơi ghê vậy. Xui lắm, xui lắm. Trời ơi vậy là dí nó nặng như chì luôn á. Dạ nặng lắm mẹ, nặng ghê luôn á. Đi ra chợ với bạn bạn mẹ chửi chứ. Thì dạ. Đó bởi nặng ghê luôn. Hơn hậu quá ha. Nặng rồi con. Ta sẽ tửng lên. Muốn đâu mẹ, số phận. Giấu là mình phải che giấu lại. Con gái con lúa gì kì vậy? Cái số nó vậy con. Em mẹ con phải dạy con mấy cái chuyện này chứ. Tức những cái chuyện mà chi tiết như vậy mà con biết khoe khoang người ta cười sao. Nè, lo cái nồi cháo đàng hoàng hay chưa? Dạ. Mẹ đi chạy tập thể dục một chút rồi mẹ về. Nghe không? Đi lên ngủ đi rồi một chút nó kêu xuống ăn. Dạ. Đứng mà làm mà ngủ gật nó biết tay mẹ đó. Dạ. Em không ăn được cháo hả? Mấy nay em nghe mùi cháo khó chịu quá à. Chắc là chị Thanh nghe giống mẹ á. Bà nội kể với con á, mà hồi mẹ á mang bầu con, mẹ thèm ăn nhiều thứ, mẹ ăn cơm cháy tới 5-7 chén luôn chị. Nhưng mà nghe mùi cháo là mẹ ói lên ói xuống. Phải không mẹ? Chứ gì nữa. Hồi lúc nha, mang bầu em nè, mang bầu con nè, tao nói mẹ nghe, tao nói ói quá trời ói, mà mỗi lần ói đánh tao quá trời luôn nè. Thì đó chị. Cái gì nữa? Ngồi nào nghe kể mà con không rõ ràng á, thọc mạch lại mà cũng sai nữa. Ôi hả? Nào giờ mẹ cứ hay đánh con, bây giờ không ngán mẹ cũng đánh nè. Vô duyên quá. Hở cái kể chuyện là bị thêm tắt như lên nè. Mẹ nói á, là mẹ ngán á, là ngán đứa thứ hai. Còn đứa đầu mày đâu có bị ngán đâu. Ủa mẹ? Gì? Có vụ ngán đứa thứ hai nữa hả mẹ? Sao bữa con nghe mẹ nói với dì Châu á, là mẹ ngán con trai hơn là con gái. Mày muốn mày đòn giống nó nữa không? Hả? Tối hôm qua như nghe em nói em thèm bún riêu đúng không? Hay mình đi ăn đi. Anh nó cũng thèm mắm tôm lắm. Nè, bún riêu mà ăn ở bên ngoài á là không có tốt cho thai nhi. Cho nên á muốn ăn á thì phải mua về nhà rồi nấu. Với lại á nhà này có nguyên tắc truyền thống của gia đình rồi, mỗi buổi sáng á là phải đoàn tụ lại ăn sáng với nhau rồi ai muốn đi đâu thì đi. Dạ dạ mẹ, dạ. Ăn cháo, em ăn cháo được mà. À em. Gì? À, bữa nay cuối tuần không ấy thôi đi chợ mua đồ nấu bún riêu anh cũng thèm lắm á nha. Con cũng thèm nữa mẹ. Ờ à, hai cho con anh thèm. Xong được. Dạ. Tính theo nè. Im nghe chưa? Không phải thèm quá là gì con dâu hả? Hai cho con cũng thèm ăn bún riêu mà. Ờ à. Không biết con dâu nấu cái gì mà chưa ăn đã nghe mùi thơm quá. Ba đói bụng chết luôn vậy đó. Đúng rồi, ba con cũng đói lắm luôn rồi. Hay quá, chưa có ăn bao giờ hết mà khen con dâu nấu thơm quá à, chắc là ngon lắm ha. Trời ơi, tôi nấu mấy chục năm nay rồi. Rồi bây giờ tự nhiên quay qua khen con dâu. Thôi tôi biết rồi, cho tôi ra rìa rồi chứ gì. Không có làm cái gì trong cái nhà này hết thì thôi từ hôm nay á. Để con dâu nó nấu ăn, à, nó nấu các buổi cơm trong nhà cho anh ăn nghe. Không, anh nghĩ là vậy. Bây giờ á, em nên tập cho tụi nhỏ nó nấu ăn. Nhất là hai đứa nè, lớn rồi còn con nữa, chị lớn trong nhà rồi. Em mới đang ốm ngán. Thì bây giờ em nói em dâu của mình á, nó nấu ăn sáng thì mình cũng phải chia ra mình giặt đồ, lau nhà, ủi đồ, phụ chứ con. Đâu phải mà tối ngày ăn không rồi, rồi không phụ việc nhà. Nhất là con đó, lớn xác rồi mà không biết làm gì hết nữa rồi lấy chồng rồi sao? Trời ơi, con công việc đăng đăng đê đê. Cái đó chỉ là, dạ, chỉ là cái cớ mà thôi ha. Mà mỗi mốt cái ngày mày mà lấy chồng mày gặp mà cỡ bà già mà khó tính, bà già chồng khó tính thì mày biết, mày biết thân. Trời ơi, con nói thiệt, ba con mà gặp mẹ chồng mà khó tính cỡ như mẹ ha, con mua nhà cho ba ở riêng đó cho nó khỏe, thấy không, có đầu có lo. Mày đánh nó không mẹ? Không, mẹ không có đánh con đâu. Bây giờ thôi về cho mình nha. À, em đi chợ, em mua đồ về để nấu bún riêu cho cả nhà ăn. Mẹ nấu bún riêu để mày đãi con nghe. À, nhưng mà con nhớ nè, phải tập trung.
để mẹ chỉ dạy con cách nấu bún riêu ngon như thế nào nghe không? Thà mẹ đánh con đi, mẹ ngọt ngào vậy con không có quen. Mẹ đi chợ mẹ mua về á, rồi mẹ chỉ cho con cách nấu ngon để mai mốt con biết mà con nấu con phục vụ cho mẹ chồng con, chứ không phải là hành hạ mẹ chồng con như vậy nghe chưa? Ừ. Còn hôm nay á, con ăn bữa cuối cùng rồi con ra khỏi nhà này luôn. Làm có tiền mà mua nhà dọn ra ngoài ở đi. Ví tôi á là một bà mẹ chồng khó tính ha, vậy thì ở với tôi đi làm cái gì vậy đi ha. Thôi đi, tôi mua đồ về tôi nấu bún riêu cho cả nhà ăn. Ờ con hôn mẹ đi, mẹ nấu bún riêu kìa. Chị ru hồn mày đó. Là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến từ nay bắt đầu. Mẹ chồng nàng dâu, làm sao cả hai thương lấy nhau. Vợ mình thương, mẹ thì sao dám làm đau. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến không bao giờ ngừng đâu. Giờ mình theo ai, thân trai 12 bên nước kia. Giờ mình theo ai, vì ai mình cũng thương. Phải làm sao đây, nụ hôn đắm say hay lời ru yeah. Chọn một trong hai, chọn một trong hai.